Trong cái quá trình làm việc với Word thì việc chèn các cái hình ảnh trích dẫn vào trong văn bản là một trong những nội dung giữ vai trò cũng hết sức là quan trọng. Và để chèn hình ảnh được từ bên ngoài vào trong Word thì chúng ta sẽ dùng một trong các cái cách sau đây. Cái cách thứ nhất là các bạn chọn vào tab Insert và click chọn vào cái phần Picture ở đây thì chúng ta sẽ lấy được một cái bức ảnh từ trong máy tính vào trong Word của chúng ta. Các bạn có thể click chọn lấy bất cứ bức ảnh nào và chúng ta có thể lấy được bức ảnh vào trong này. Cái cách thứ hai là các bạn có thể mở trực tiếp My Computer lên. Sau đó là chúng ta chọn vào cái phần Picture, tức là chúng ta chọn vào cái phần nào là có bức ảnh của các bạn ấy, thì các bạn có thể nhấn giữ trái chuột này, sau đó kéo cái bức ảnh cần đưa vào trong Word thả vào trong này, thì chúng ta cũng có thể chèn được cái bức ảnh vào trong văn bản một cách dễ dàng, không khó khăn gì cả. Và cái cách thứ ba là các bạn cũng chọn vào tab Insert này, sau đó chọn là Online Picture. Chẳng hạn như ở đây tôi sẽ lấy một cái, gõ từ khóa là Office, nhấn Enter thì chúng ta cũng có thể lấy được một cái bức ảnh của một cái văn phòng nào đó. Chẳng hạn tôi lấy hai bức ảnh này vào, chúng ta nhấn nút chèn thì ngay lập tức là hai bức ảnh nó cũng sẽ được chèn từ bình chuyển vào trong văn bản, rất dễ dàng, không khó khăn gì cả. Và cái cách thứ ba là các bạn có thể mở Internet lên, sau đó là chúng ta có thể gõ vào đây cái từ khóa chẳng hạn như là hoa đẹp chẳng hạn. Đấy, chúng ta có thể mở trình duyệt lên và lấy một cái bó hoa vào. Các bạn nên mở hẳn cái ảnh này lên nhé, để xem cái ảnh nào nó to một chút này. Đấy, nếu không là cái chất lượng ảnh nó sẽ rất là kém. Đấy, chờ khi nó load xong ảnh thì chúng ta có thể nháy phải chuột này, chọn là sao chép hình ảnh. Tiếp đó chúng ta mở cái phần mềm Word lên và sau đó các bạn nhấn Ctrl V hoặc là paste vào đấy được. Paste thì chúng ta có thể paste cái hình ảnh đây, picture đây, thì chính xác cái hình ảnh này nó sẽ được đưa vào trong Word. Đó là một số các cách khác nhau để chúng ta có thể lấy được hình ảnh từ trên mạng Internet hay là từ trong máy tính đưa vào trong văn bản Word. Về cái phần chỉnh các cái nội dung trong Word này thì khi mà chúng ta kích chọn vào cái bức ảnh, bất cứ bức ảnh nào, thì các bạn sẽ thấy được cái phần Picture Tool, tức là có cái menu Format ở đây để chúng ta có thể cắt và chỉnh sửa. Ở đây thì các bạn có thể xoay bức ảnh bằng cách chọn Rotate, và xoay ở đây là 90 độ này, xoay đây là 90 độ này, đúng không? Tức là xoay right này, tức là xoay về phía phải này, xoay về phía trái này. Flip Vertical nghĩa là nó xoay ngược ảnh lại này. Flip Horizontal có nghĩa là nó sẽ lật ngược sang trái, tức là nó sẽ chuyển cái bức ảnh này sang hẳn một cái chiều khác. Đấy. Chẳng hạn như đây tôi có thể xoay cái bức ảnh này, vì vừa nãy các bạn thấy cái bức ảnh này nó đã hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên khi muốn quay trở lại thì các bạn có thể chuyển nó như này thì nó sẽ trở lại cái bức ảnh bình thường. Và muốn thay đổi kích thước của ảnh thì các bạn có thể chọn một trong các cái cách sau đây, tức là cách thứ nhất là chúng ta có, tốt nhất là chúng ta nên kéo, tức là chúng ta kéo cái bức ảnh này đấy, nó bị hỏng mất rồi, đúng không? Chúng ta nhấn giữ phím Shift và kéo cái bức ảnh này để cho nó vừa cái khuôn hình mà chúng ta cần trong văn bản, để cho nó chính xác là bức ảnh nó không bị méo. Bởi vì khi mà chúng ta nhấn, nếu mà các bạn dùng cái cách này kéo ra kéo vào như này thì bức ảnh của các bạn nó sẽ bị méo, đặc biệt người nó sẽ bị méo ra. Đấy, cho nên là chúng ta không nên dùng theo cái cách đó, hoặc kéo lên kéo xuống này, vậy kéo như này thì bức ảnh của các bạn nó thường nó sẽ bị méo, cho nên chúng ta không nên dùng cái cách mà chúng ta dùng ảnh. Hoặc xoay thì các bạn có thể trực tiếp xoay như thế này được, xoay như này được, xoay tùy theo các bạn xoay như nào thì bức ảnh nó sẽ ra như vậy. Tức là trong văn bản thì chúng ta có lúc cần phải xoay chéo hoặc xoay ngược lại, hay là xoay như nào đó thì chúng ta có thể xoay trực tiếp, hoặc là chọn một cái phần Rotate để xoay chính xác là sang trái sang phải, xoay ngược ảnh, hay là điều chỉnh các cái nội dung kia. Thế còn ở đây thì ngoài ra thì chúng ta còn có một cái nội dung nữa, đó là chúng ta cắt ảnh. Đấy. Ở đây thì Word cung cấp một cái công cụ, đó là công cụ Crop. Chúng ta có thể cắt ảnh. Khi nó hiển thị lên các cái nút màu đen ở đây thì các bạn có thể cắt này. Đấy, tôi kéo xuống đây này, chẳng hạn cắt lên đây, đó, dưới lên này, đấy, hoặc là sang trái này, đó, hoặc là sang bên phải này, cắt sang bên này,
hoặc là các bạn có thể nhấn giữ vào đây để lấy đúng cái khuôn này, kéo lên kéo xuống thoải mái. Đấy, sau khi mà cắt xong thì chúng ta nhấn lại crop đây và kích vào đây cái, thì lập tức là bức ảnh này nó sẽ được cắt theo đúng cái khuôn mà nó chứa các cái đối tượng mà chúng ta cần ở trong cái bức ảnh. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể chọn crop to the shape, tức là chúng ta có thể đưa nó vào trong một cái shape chẳng hạn, đưa vào trong hình tam giác, đưa vào bất cứ một cái hình nào. Khi chúng ta kích vào đây chẳng hạn, kích vào đây cái, thì lập tức cái bức ảnh này nó sẽ được bóp méo và lại, và nó sẽ tạo ra một cái khuôn kiểu như này. Đấy, hoặc là cái bức ảnh này cũng vậy, chúng ta có thể crop này, tôi đưa nó vào một cái hình tròn này, đúng không? Một cái hình ellipse ấy, thì nó sẽ đưa thẳng trực tiếp cho chúng ta vào cái hình ellipse. Rồi các cái bức ảnh này thì chúng ta có thể cái phần aspect ratio thì chúng ta có thể chọn nó là dạng 2:3 chẳng hạn, thì nó sẽ lấy một cái công cụ crop và nó cắt cái ảnh này đúng là 2:3, và chúng ta có thể chọn, tức là cái khuôn này là khuôn là 2:3 mà. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ chọn đúng cái đối tượng mà chúng ta cần như này. Sau khi xong chúng ta chọn lại crop và cắt đây cái, thì lập tức là nó sẽ cắt cái bức ảnh này theo đúng cái khuôn mà chúng ta cần. Đấy, thì ngoài ra thì chúng ta có những cái cách khác nhau đây như vậy. Ví dụ như là cái phần điều chỉnh cái size này như thế, các bạn có thể kích vào đây, chọn đây. Khi mà chúng ta kích vào đây thì lập tức là cái phần chiều cao của ảnh nó sẽ cao lên, đúng không? Và giảm cái này đi, đúng không? Hoặc nhấn trực tiếp vào size đây, và chúng ta tốt nhất là dùng cái size này, và hai bao nhiêu phần trăm, width bao nhiêu phần trăm thì chúng ta sẽ nhìn được ngay ở trên này. Và kể cả quay, chiều quay của nó thì chúng ta có thể xác định trong cái phần layout của cái phần picture này. Trên đây là một số các cái hướng dẫn cơ bản để các bạn biết cách chèn một cái hình ảnh vào trong văn bản Word, và đồng thời chúng ta sẽ thực hiện các nội dung như là xoay ảnh rồi cắt khúc ảnh ở ngay trong phần mềm Word. Và video của chúng tôi cũng xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi.